bác ơi, hình như thằng Hợi loanh quanh đâu đây hay sao ấy. Ôi trời ơi, kinh quá đi. Hợi. Dạ. Sao đấy hả bố? Sao mày hôi thế hả con? Bố, hôi là truyền thống gia đình mình, con phải gìn giữ chứ. Bố dặn anh để giữ gìn cái truyền thống là cái truyền thống tốt đẹp, chứ không phải cái hôi hám. Anh mà cứ hôi hám bẩn thỉu thế này, có chó nó yêu. Chó yêu con chả cần, con chỉ cần bố yêu con là được. Mà bố lên đợt này cho con nhiều tiền một tí nhá. Đấy nhá, anh là anh này cạnh khóe bố đấy nhá. Bố anh bà chết cha anh bây giờ. Thôi đi vào xem ăn ở thế nào nhỉ. Dạ dạ. Ôi giời ơi quan ơi, mày ăn ở bẩn thỉu thế này sinh bệnh đấy con ạ. Con cái vừa nó nhìn thấy mày ăn ở thế này nó sợ lắm đấy. Sợ càng tốt bố ạ. Gái mú mất thời gian nhất trên đời, con chỉ tập trung vào việc học thôi. Chết. Anh có cái tư duy như thế là phá hỏng cái truyền thống tốt đẹp của cái dòng họ nhà mình nhá. Anh phải nhớ rằng bố anh là trưởng họ. Bố anh là trưởng họ này, sau này anh cũng là trưởng họ. Đấy, thế nên cho nên là con phải học hành ít thôi, phải chịu khó gái mú vào thì nó mới lên người được. Bố, ai lại khuyên con gái mú nhiều vào, học hành ít thôi. Ai lại bố lại khuyên con ngược đời thế bao giờ? Thì từ trước đến giờ đấy, anh có gái mú gì đâu. Thế nên bố mới lo. Bố nó lo như thế là đúng rồi, đúng không? Bố hỏi thế này. Dạ. Thế từ ngày lên trên này, anh đã yêu đứa nào chưa? Còn chưa. Có thì chết. Con chết nào? Không. Tức là pháo mày chỉ để ở trần địa đấy à? Mày không hài lòng à? Thi thoảng mày phải thông lòng, không để nó gì mất. Chết. Cha học được bố cái gì? Chẳng nghe bố đi tán gái cho mày để mất hết cả cái truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Hay là bố về quê rồi bố tán gái hộ con, hôm nào con được nghỉ con về chơi thế là được. Ôi trời. Trên này, trên thành phố thiếu cho con gái đẹp mà phải về quê. Ngay ở cái xóm này tao vừa rồi tao thấy mấy đứa xinh gái đẹp xinh, bố nhìn thấy bố còn giật hết cả người này. Chúng nó chẳng lắm, chúng nó toàn chê con thôi. Chúng nó ví con như con lợn ấy. Con lợn có 70 cân, con đây khiêm tốn có gần tạ 2. Chúng nó chê con béo với xấu hôi. Ui giời ơi, anh ăn ở bẩn thỉu như thế này, gái là chê là phải rồi. Bố phải đánh giá cho anh một cái từ là kém nhá. Chứ anh chả học được bố anh cái gì cả. Thế bố muốn con học bố cái gì? Đây này, bố anh đây nhá, 13 tuổi đã dậy thì rồi, 16 tuổi gái te te, đây 60 thì gái vẫn theo bằng đàn. Thế cơ mà. Chúng được rồi, để bố thiết kế cho anh một em ngay tại cái xóm này nhá. Vâng. Mời bác. Em xin. Tôi nói thật với bác nha, cái thằng Hợi nhà bác ấy, nó không phải là cái đứa ngoan ngoãn hiền lành thực tế thì tôi đuổi bỏ nó từ lâu rồi. Người đấy. Đâu mà ăn ở thì chịu nổi. Chính vì em hiểu cái vấn đề đấy nên em phải đóng tiền cả năm để bác không gửi nó được. Tiền thì tôi nhận đủ rồi, nhưng mà vấn đề thì ở bẩn quá. Con người mà ở bẩn thế thì còn một chó nó yêu. Bác lại nói kháy em rồi. Tôi quên, tôi không nhớ là bác tên là Tuất. Tôi không có ý gì đâu nhá. Không sao, em vui tính lắm. Em có cái việc này nhờ bác đấy. Em lìa thấy trong xóm trọ nhà bác toàn con gái xinh, em nhờ bác tâm kia giúp thằng Hợi nhà em một đứa cho nó tập yêu. Đứa nào nó ngoan ngoan một tí càng tốt. Một tí á? Ở đây toàn những đứa hai tí thôi, chả có đứa nào một tí cả. Không phải là cái tí đấy, ai mà chả hai tí. Một tí có mà dị dạn à? Ý em nói là ngoan ngoan con nhà lành ý. Ở đây toàn con nhà lành mà. Mà cái cháu nào ấy nó trải qua một vài mối tình càng mạnh dạn càng tốt. Bác không sợ con nhà bác bị thiệt à? Tìm hiểu người yêu cho con trai là phải tìm cái đứa nào mà ngoan mà vẫn còn trinh tiết mới chuẩn chứ nhỉ. Ôi dào, trinh mới chả biết mất thời gian lắm.
Mà không may á, nó đánh rơi cái trinh tiết ở đâu, nó về bắt đền cái thằng họ như em. Có mà đền ốm à? Hơn nữa, em lại không có thời gian ở đây để hỗ trợ cháu nó được. Nếu mà em mà hỗ trợ cháu nó được thì vô tư đi. Ở quê em còn bao nhiêu việc. Bác cũng lo xa gớm. Được rồi, cái vấn đề này để tôi nghiên cứu tiếp. Miễn sao bây giờ bác về bác bảo cái thằng hợi nó ăn ở cho nó gọn gàng sạch sẽ còn là được. Bác yên tâm, cái gì nó cũng phải dần dần, cái gì nó cũng phải từ từ. Được rồi, em sẽ điều chỉnh nhân cách của nó ngay từ giờ phút này. Ngay và luôn đấy nhá. Vâng. Trời ơi, tao phải nói gì đấy. Thế á? Mới yêu à? Vừa có giọng là đẹp trai này. Ở đâu? Ừ, thì gần ngay trọ tao đấy. Thế á? Chú Trọng ơi, chú nhường cho cháu vào trước, cháu đang vội quá. Thế mày vội, tao không vội à? Hả? Ừ, đây này. Cả cơ quan bao nhiêu con người đang đợi tao đến họp đây này. Ừ. Chúng mày ơi, đứa nào trong này mà lâu thế? Lâu thế thì chỉ có thằng Mạnh thôi. Ôi dồi ôi, nhanh lên bố Mạnh ơi. Chưa sao? Làm cái gì mà lâu thế? Lâu đủ cả lên rồi. À đây rồi, chị Thủy đấy rồi. Bây giờ em có ý kiến với chị này nhá. Chị phải đưa ra một cái bộ quy tắc để cho cái nhà vệ sinh này nhá. Bây giờ là những ai vào đây sinh hoạt ấy, tối thiểu chỉ được 5 phút mà tối đa là 7 phút. Đây là cái thằng Mạnh nó vào suốt từ sáng đến giờ này. Ôi chắc là nó bị táo bón rồi, thông cảm cho nó đi. Đúng rồi đấy các bạn, bây giờ cô phải dán cái bảng nội quy vào đây này. Là không ai đi quá 7 phút, cứ muộn thế này mất hết cái việc của bọn cháu. Chịu khó này. Xong chưa? Đây rồi, dục như dục tà, ngồi tí không yên. Này, chử mày. Rút kinh nghiệm đi nhá. Này, cô bảo này, cái chuyện hôm trước cô nói ý, chúng mày suy nghĩ kỹ chưa? Đấy này, chị Thủy ơi, em trình bày nốt nha. Bây giờ nhá, vào nhà vệ sinh nhá, tuyệt đối là không đứa nào được mang chuyện vào trong đây là một này. Mang điện thoại, smartphone vào là hai này. Rồi. Nó mang vào đây nó ngâm thì chết người ta. Thôi bây giờ biết rồi. Quá. Ôi. Cô bảo này, chúng mày suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện gì hả cô? Là cái chuyện yêu cái thằng Hợi ấy. Đứa nào mà đồng ý yêu nó thì cứ liên hệ với cô nhá. Là anh Hợi. Hợi chứ còn ai nữa. Này, cô bảo này, yêu nhiều thì lương cao, mà yêu càng lâu thì thưởng càng nhiều. Hay là mày yêu nó đi. Ui, cháu chịu thôi cô ạ. Tình yêu làm sao mà mang ra mua bán được hả cô? Mà anh họ anh bẩn thế, yêu để cũng mà chết à? Ui, con này dốt lắm. Bố nó đang mang nó đi sửa cái bệnh hôi nách rồi. Cô bảo này, hay là mày yêu đi. Yêu một tháng, xong rồi bỏ cũng được. Này, nghe cũng hợp lý đấy mày nhỉ. Thôi, cháu chịu thôi cô ạ. Ngồi gần anh họ à, ăn bao nhiêu cũng mà nôn ra hết. Ăn chả bán nồn đấy chứ. Thôi cô ạ. Này nhá, yêu một tuần là được 1 triệu, một tháng là 4 triệu, đi làm gia sư lại làm sao được nhỉ? Ngu gì mà không yêu. Nhưng mà cháu cũng chịu rồi. Này, mấy đứa không yêu thì để chị yêu cho. Chị đã có cách rồi đấy. Cô ơi, cô để cho cháu yêu thằng Hợi chứ nhá. Nhất trí nhá. Mày đồng ý yêu thằng Hợi nhá. Cô yên tâm. Ui, thống nhất là mày yêu thằng Hợi. Rồi. Thật đấy nhá. Quá 7 phút rồi chú Trọng ơi. Cái nhà cửa quần áo nào cũng bất thường. Bẩn chửi ôi hám hết ổ mà. Kinh quá thì dùng ấy. Ôi hám hết cửa nhà mà ổ mà. Thôi, tiến tiến thôi. Tiến tiến thì con khỉ như thế này mà ông không ở được à? Tiến ơi. Lê. Thời gian thấm thoát nhanh nhỉ? Đằng gái mình yêu nhau được 3 hôm rồi ạ. Mắt mình bốc xanh bốc đỏ bốc để rồi ạ. Bố ơi, không có này rồi. À quên. Tuyết ơi, mình yêu nhau được 3 hôm rồi nhỉ? Nhanh nhỉ? Tôi nói không biết nhé, tôi chỉ yêu mốc tuần này thôi nhá. Tôi ở với ông vừa mệt, lại còn ô nhiễm hết cơ. Quên, yêu nhau được 3 hôm mà chưa được hôm mới nào. Cho anh ôm em cả. Ôi dồi ôi, này em làm gì đấy, cô xuống hết tí rồi, không làm chồng. Cái tay toàn mỡ anh mùng. Tôi lấy anh đấy. Chuyện, đằng nào mình đã chót yêu nhau rồi. Kinh tởm bẩn quá đi mày. Chuyện, chết rồi, chuyện. Mày,
mày làm cái gì mà con Tuyết này nó kêu toáng ấy như bị chó cắn. Mày cắn nó à? Con đang ngồi ăn mì. Đương nhiên nó lại chổng phao câu vào mặt con. Tức là con thấy thích thích. Con mới liều mình ôm nó cả. Nhưng mà nó lại chê con. Nó chê thế nào? Nó chê tay con to, toàn mỡ. Với lại mồm thối. Nhưng mà mồm thối thì mặc mồm thối, con vẫn liều vào ôm nó phát. Nhưng mà cuối cùng nó chạy đi mất. Trời bố cái thằng ngu. Mày ghi chặt thì nó chạy vào mắt à? Nhưng mà được. Này, cứ nhìn thấy gái thích thích là đúng truyền thống nhà mình rồi. Cứ tiếp phát huy. Mà bố nói thật nhé, mày cũng phải sửa đổi cái cách ăn ở đi. Phải sạch sẽ thì gái nó mới keo. Bố hỏi anh cái này, anh phải nói thật. Thế anh nhìn thấy gái anh thấy thế nào? Có thích không? Hồi xưa con đấy rừng rưng, nhưng mà sau khi tiếp xúc với cự ly gần con lại bị thích thích. Tốt. Phải phát huy cái truyền thống thích thích ấy. Không được để nó mai một đi. Chỉ cần anh thấy thích thích gái là được rồi. Bố sẽ đầu tư để gái nó phải thích anh. Bố, con yêu bố, con yêu bố. Ôi rồi, bố anh. Mày mà cứ nghỉ chặt thế này thì nấy nó chạy vào mắt à. Mắt thấp vật à. Mày hồi quá thì không biết là. Bố. Con tháo cái này đi nhá. Cái thằng này, mày phải để cái mắt này thì thiên hạ mới biết là mày mặc quần áo mới chứ. Nhưng mà nó vướng. Cái tay vướng víu cái gì? Cái cửa hàng quần áo ấy, nó dặn là được đổi hàng sau 24 giờ. Thế là mày cứ để nguyên cái mắt này, sáng mai lại đem ra đổi. Thế có phải là suốt ngày mày mặc quần áo mới không? Thế là cả đời anh được mặc quần áo mới. Mày này, trông con dài bố mặc bộ này, trông lịch lãm hẳn lên. Trông cứ như đời tài tử chim đang run đến từ Hồng Kông. Nhà mình toàn con hát, bố khen hay đó. Thế thì ở cái đời này, mình không tự khen mình thì ai khen mình? Đăng quang quắc đây rồi. Này, mày vào luôn đấy. Bố tậu luôn cho mày cái đồng giờ, đeo cho nó đồng bộ. Bố, làm con đẹp trai ít thôi, đẹp trai nhiều, gái theo, mệt lắm. Cái thằng này, gái theo nhiều ấy, là truyền thống tốt đẹp của gia đình mình. Anh mà làm mai một những cái truyền thống ấy nhá, là anh chết với bố đấy. Thôi rồi, đi vào đây. Quay lại bố.